thế Vân muốn thử nó chắc chắn. Anh hiểu không? Đấy, chờ em chút nha, em để nguyên đây chờ em chút. Chào các bạn, thì đáng lẽ cái clip này sẽ là cái clip test game của cái KPC ngày hôm trước. Tuy nhiên mình nghĩ là cái nội dung ngày hôm nay mình muốn truyền đạt cho các bạn sẽ quan trọng hơn rất nhiều. Bởi vì là mình đã phải chuẩn bị cái clip này khoảng tầm 6 đến 7 ngày hôm nay rồi. Là vì sao? Từ cái hôm mà mình nghi vấn cái trường hợp mà bị lừa đảo, cái đứa em mình bị lừa đảo ấy, thì mình đã thử ngay. Mình đã thử ngay ngày hôm đấy và đến ngày hôm nay đã có kết quả chuẩn đét luôn. Đó chính là lừa đảo. Và một cái chiêu lừa đảo hết sức là tinh vi ở trên Shopee luôn. Mình nghĩ là sẽ có rất nhiều bạn bị cái trường hợp đấy, vừa mất tiền mà lại trả được cái gì cả. Bởi vậy nên mình phải chia sẻ ngay cho các bạn để các bạn có thể là chú ý hơn và cẩn trọng hơn trong cái quá trình mua hàng online cũng như là nhận hàng trong cái quá trình các bạn mua hàng online các bạn nhé. Ok, thì thực tế cái clip này mình đã phải cố gắng làm rất chi tiết, từ cái việc đặt hàng lẫn cái việc mà mở trước mặt cái người giao hàng luôn và xem rõ ràng là cái đơn hàng bên trong có gì luôn. Thì bây giờ các bạn sẽ xem clip nhé. Ok. Đấy nha, mình tường thuật lại cho các bạn nhé. Thì hôm đấy mình đến nhà đứa em thì nó có bảo mình là nó vừa bị kiểu như bị lừa ấy. Tức là nó đặt một cái đơn hàng ở trên Shopee. Tuy nhiên là lúc mà nó nhận hàng ấy, thì nó không đúng như là đơn hàng ở trên Shopee. Tức là nó đặt một cái đôi guốc cao gót ấy, giá 410.000. Và nhưng mà lúc nó nhận thì lại nhận một đôi giày cũng giá 410.000, cũng tên như thế. Nhưng mà chat với shop các bạn có thể nhìn thấy là chat với shop, shop không hề chat lại luôn. Shop không chat lại và shop không hề gửi hàng. Mặc dù họ vẫn gửi nhưng mà họ lại không gửi hàng ở trên Shopee mà họ gửi bên ngoài. Mà cũng lấy cái tên đấy, cũng lấy địa chỉ đấy, lấy số điện thoại đấy và cũng cái số tiền đấy và gửi cho mình. Đấy, thì mình thấy rất nghi, cái điều này mình rất nghi. Đấy các bạn thấy đơn hàng kìa. Và quyết định mình đã vào cái shop đấy để xem. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Mình vào shop xem này. Mình vào shop thì các bạn có thể thấy là shop còn chưa cả đổi tên. Kéo xuống thì mình thấy là shop này bán rất chi là nhiều các cái guốc hoặc là giày dép đẹp mà giá rất rẻ, mà giá rất rẻ và hợp lý. Đấy, thì mình đã quyết định mình lấy cái nick của mình để mình đặt thử. Vì mình nghĩ đây chỉ là một chiêu trò lừa đảo thôi. Rồi, đây mình đã vào shop. Cái shop này có tận 971 sản phẩm mà mới tham gia được 3 tuần. Hình như là chưa có đánh giá nào, chưa được bán một sản phẩm nào. Bên trong đây thì các bạn có thể nhìn thấy là nó bán rất nhiều giày. Nó bán rất nhiều giày đẹp, rất nhiều giày rẻ. Chị em nào vào mà thì thích luôn, thấy rẻ là mua luôn. Và mình đã quyết định mình mua thử một chiếc để xem là nó lừa đảo thật hay là cái shop này người ta gửi nhầm hàng thôi. Đấy, mình phải xác định để như thế. Và mình đã quyết định mình mua thử một đôi ở trong đây xem nó như thế nào. Thì đây, mình sẽ chọn một đôi giày nhá. À, một đôi guốc đi. Mình sẽ chọn đôi màu đỏ đây, cho nó đỏ đây này. Đấy, cái đôi màu đỏ này là 356.000 các bạn nhìn thấy không? 356.000, mình sẽ đặt hàng. Mình sẽ đặt hàng cái đôi này. Mình chọn một đôi thôi. Và các bạn nhớ là lúc đặt hàng thì các bạn phải chọn cái nhận hàng mới trả tiền nhá, thì nó mới lừa được. Chứ còn các bạn trả tiền trước thì nó không lừa được bạn đâu. Nhận hàng trả tiền thì nó sẽ lừa được bạn, vì nó mới lấy cái hàng đấy nó gửi bên giao hàng khác thì mới nhận được, đúng không? Nhận hàng với trả tiền. Ok, ấn đặt hàng. Rồi, thì sau khi đặt hàng thì các bạn có thể thấy là cái đơn hàng này đấy, nó chấp nhận rồi này. Và mình đã tiến hành chat với nó. Mình chat thử với nó. Đấy, mình chat rất mùi mẫn, kiểu như là mình không biết gì, mình chat như là một shop bình thường ấy. Nó cũng không chat lại mình luôn, mặc dù nó vẫn online. Nó không hề chat mình luôn. Các bạn thấy không? Nó không chat, nó cứ kệ thôi. Đấy, thì khi mình đặt hàng một lúc thì cái đơn vị vận chuyển nó sẽ xác nhận là nhận hàng. Đấy, đơn vị vận chuyển nó nhận hàng kìa. Đã xác nhận thanh toán code kìa. Đấy, sau khi nó đã xác nhận thanh toán code ấy, thì bình thường ấy, bình thường đến bước này thì sẽ là cái bước để shop bán hàng, người ta sẽ chấp nhận cái đơn hàng và người ta mang ra bên đơn vị giao hàng. Nhưng nó sẽ không chấp nhận, nó không làm gì cả, nó cứ kệ đấy. Và nó lấy cái thông tin của mình, ví dụ nó lấy cái tên là giày cao gót chẳng hạn, và nó lấy cái số tiền là 391 của mình và cái địa chỉ của mình, sau đó nó mang sang một đơn vị vận chuyển khác để nó gửi. Nó sẽ làm như thế. Các bạn nhìn thấy nhá, cái đơn hàng của mình kìa. Thấy chưa? Nó tí nữa, một lúc nữa, khoảng tầm vài ngày sau thì nó quá hạn thì nó sẽ bị hủy. Nó không làm gì cơ, nó không làm gì cả, các bạn cứ yên tâm. Đấy, nó cứ để đơn hàng của bạn thấy. Các bạn thấy không? Đơn hàng của mình đã bị hủy kìa. Đơn hàng của mình đã hủy trên hệ thống kìa. Thấy chưa? Tức là đơn hàng của mình không còn ở trên hệ thống nữa, bị hủy. Đấy, hủy là do nó không mang đến, nó không mang ra. Tuy nhiên, nó vẫn cầm một cái đôi giày khác và nó mang ra một đơn vị vận chuyển khác, gửi đúng cái thông tin đến cho mình, đúng cái tên của mình, đúng cái tên của sản phẩm và nó gửi cho mình, chỉ khác là cái mã đơn thôi. Rồi bây giờ các bạn xem nhá, sau vài ngày mình sẽ nhận hàng như nào. Ok. Có được ấy không? Không được rồi á. À, tức là cái đơn này. Đâu, xem lại, em xem cái đơn. Không đồng kiểm. Đâu. Không đồng kiểm, cho em xem cái đơn nào.
Đây các bạn có thể thấy là cái dơ này. Đây nó ghi thẳng luôn là không đồng tiền đây chứ. Đôi giày cao gót chỉ dẫn ra không đồng kiểm. Có số bi à? Bi à. Bây giờ em gửi tiền xong ấy được không? Gửi tiền xong rồi em mở ra được không? Đấy là việc của em. Nhưng mà nếu mà mở ra, nếu mở ra không đúng thì sao? Chị nguyên đai nguyên kiện chị giao thôi, chứ chị có vấn đề gì thì làm việc. Đây các bạn có thể mở ra bây giờ. Mở ra thì em muốn mở ra thì em phải bỏ tiền ra, chấp nhận bỏ tiền thì em mới mở được cái đơn hàng đấy. Rồi. Không có gì, coi như là mình mất tiền đấy. Rồi ok, thì chị chờ em tí để em sẽ chị chờ em tí nhá để em lấy tiền. Có mã đang trên hàng có giống cái này không? Không, cái mã này nó sẽ khác anh này. Và cái này mình sẽ nhận của bên khác là nó sẽ khác hoàn toàn luôn. Trên Shopee là đang bị đánh cắp thông tin. Không phải đánh cắp đâu, cái shop này nó không gửi luôn. Cái shop này nó không gửi luôn. Cái shop này nó lấy chính cái thông tin của mình để nó gửi cho mình. Gửi đúng cái yêu cầu thế luôn. Vẫn là shop đấy đúng không? Vẫn là cái shop này nó anh nhắn tin nó không gọi được luôn. Đấy thì là nó đang lợi dụng ông bên ông lợi dụng cái sơ hở của ông bên Ninja Van là không xem hàng. Giống đúng. Giống như ông cái này này nó ghi luôn trên là không bọn nào, xem hàng. Bọn nào không xem hàng mà. Thế chị chờ em tí em đưa tiền chị em sẽ mở cái này ra. Được chưa? Không xem hàng thì không thôi. Thì vẫn Cái Vân muốn thử nó chắc chắn. Anh không? Đấy, chờ em chút nha, em để nguyên đây chờ em chút. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đừng có bao giờ gài gạch trước. Không, gạch trước phải giao hàng xong. Để giao hàng xong này. Thế cái đợt vừa rồi sale đấy chỉ gạch nhiều nên em giản chị em phân tích cho. Đây bạn nha, đây là 391.000 nha, bây giờ mình sẽ bóc ra thử. Chị ơi. Mà về sau này nha, nó bắt chị chết sắp mặt rồi. Chúng ta sẽ mở luôn tại đây. Không, kể cả những loại không tiền cũng chết đấy, không đùa đâu. Riêng liên quan đến thằng Shopee. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Đôi giày cao gót này. Đôi giày cao gót là cái giày này. Thấy chưa? Đây. Đôi giày cao gót của họ chính là cái đôi giày này. Trong khi đó là cái giày cái giày đặt ở trên Shopee nó sẽ không phải là cái giày này. Đây, anh mới mở mã ra người ta đặt đấy. Hả? Anh vừa mở mã thì sản phẩm ra như này. Đây. Đôi giày cao gót đó là cái giày màu đỏ này cơ. Đây. Phải là anh. Thấy chưa? Đôi giày cao gót là cái giày này. Mà nó sẽ gửi cho mình cái đôi giày này. Đấy, đang lừa đảo đó. Mặc dù nhá, nó ghi cái mã này giống y đúc luôn. Đúng ý lúc đầu trên Shopee luôn. Mà nó gửi cho mình cái đơn này. Bây giờ khiếu lại lên không phải được. Khiếu lại gì? Đây là cá nhân mà. Đây có phải gửi qua Shopee đâu. Là cá nhân đó. Tức là mình đặt trên Shopee nhưng mà nó sẽ gửi bên ngoài. Nhưng mà ông này là ông gửi trên Shopee rồi. Em hiểu không? À. Nhưng đây là shop ngoài. Nó vẫn chỉ cứ lấy cái thông tin của đó. Anh này để nó gửi theo. Đúng rồi, nó vẫn lấy thông tin đi rồi là nó gửi. Không được chat thì luôn. Đấy, mình bây giờ nó có cái lừa đảo cho Shopee nó lừa kiểu đấy. Nên là mọi người phải hết sức phải chú ý cái vấn đề đấy. À. Giày này, giày nhận được là cái này. Thấy không? Đấy các bạn thấy không? Mua một đôi giày cao gót, nó gửi cho cái đôi giày thể thao, trả ra cái gì luôn. Đó là một cái chiêu lừa hết sức là tinh vi luôn. Hết sức là tinh vi luôn. Đến cái chị giao hàng, chị còn tưởng là cái đơn hàng này là của Shopee cơ mà. Các bạn thấy không? Mà cái này nhá, nó khác cái đơn của đứa em mình. Đứa em mình nhá, thì cái đơn hàng nó còn vẫn nằm trên hệ thống cơ. Còn cái đơn hàng của mình nó lại đen ở cái chỗ này. Nó còn báo hủy rồi. Tức là đơn hàng nó quá cái thời gian quy định rồi nó còn hủy rồi cơ. Đấy. Nên là nhưng mà thật ra thì có nhiều người ấy không biết hay cứ nghĩ là cái đơn hàng này ở trên Shopee gửi về cho mình ấy. Nên là cứ thế là nhận thôi. Còn nếu mà người ta không lại cứ nghĩ là kiểu như là nó không cho kiểm hàng thì đi qua Shopee thì mình vẫn cứ xử lý được ấy. Nhưng mà đây nó có qua Shopee đâu. Nó chả liên quan đến Shopee cả. Bình thường mà các bạn mua hàng mà nó liên quan đến Shopee hoặc liên quan đến mấy cái trang web thương mại kia thì các bạn còn được họ bảo vệ. Nhưng mà đây chả liên quan đến ai cả. Nó gửi ngoài mà chứ nó có gửi bên trong đâu. Đúng không? Bây giờ mình sẽ tổng hợp lại cái vấn đề này các bạn nhé. Thì đầu tiên thì nó sẽ lừa các bạn bằng cách là nó sẽ dựa vào các cái trang thương mại điện tử, ví dụ như Shopee, Sendo, Tiki hoặc là Lazada, để nó đăng hàng đấy. Nó đăng những cái hàng sản phẩm giá rẻ thôi và đẹp, vừa rẻ lại vừa đẹp. Đấy, nên là nó sẽ thu hút các bạn để các bạn mua, các bạn cảm thấy là cái này rẻ thế và các bạn mua. Khi các bạn mua thì nó sẽ không gửi hàng cho các bạn, nó cứ để hàng của các bạn như thế. Và nó sẽ lấy cái thông tin của các bạn, ví dụ như là tên sản phẩm, số điện thoại, địa chỉ của các bạn và cái số tiền mà các bạn đã đặt.
ở trên các cái trang thương mại điện tử đấy. Sau đó nó sẽ mang cái hàng, một cái hàng khác, nó mang ra đơn vị vận chuyển khác và nó sẽ gửi cho các bạn theo cái thông tin đấy. Và quan trọng là nó sẽ chọn cái lựa chọn đó là không được kiểm hàng, tức là không cho các bạn đồng kiểm hoặc không cho các bạn là kiểm tra hàng khi mà các bạn nhận hàng. Và toàn bộ cái đấy đều là nhận tiền và thu tiền. Ok chưa? Sau khi mà các bạn nhận hàng ấy, các bạn nhận hàng ấy mà nó sai ấy, thì các bạn cũng không thể liên hệ được với ai cả. Các bạn gọi cho nó cũng không được và chat cho nó cũng không được. Ok chưa? Thì đấy, thì nó lợi dụng cái khe hở của các bên thương mại điện tử ấy, nó sẽ lấy đơn từ đấy và nó sẽ gửi cho các bạn. Bởi vậy nên các bạn phải hết sức phải cẩn thận. Hết sức cẩn thận là sao? Khi mà các bạn nhận hàng ấy thì các bạn cần phải chú ý cho mình cái mã đơn có đúng không và có đúng là của Shopee gửi không. Phải nói rõ là có đúng của Shopee gửi không. Nếu mà các bạn được kiểm hàng thì các bạn càng tốt. Còn không được kiểm hàng thì các bạn phải chú ý là có đúng mã đơn không. Mã đơn của tôi là có một hàng mã đơn như thế, phải so sánh đúng mã đơn thì mình đang nhận và đúng của Shopee thì mình mới nhận. Chứ còn đúng giá tiền này, đúng giá tiền này, đúng địa chỉ nhưng mà chưa chắc là đúng hàng đâu. Vì sao? Vì nếu mà các bạn mua qua Shopee hoặc Tiki hoặc Sendo ấy, nếu các bạn nhận hàng mà có vấn đề gì thì các bạn vẫn có thể khiếu nại được. Nhưng mà đây là người ta mang hàng, người ta không gửi qua Shopee, không gửi qua Tiki, mà người ta chỉ lấy cái thông tin của bạn để người ta gửi bên ngoài thôi, thì các bạn sẽ không khiếu nại được đâu. Nên các bạn cần phải chú ý cái điều đấy. Bởi vậy đây là các bạn hết sức chú ý. Qua clip này thì các bạn cần phải chú ý khi các bạn nhận hàng cũng như là mua hàng, đặt hàng ở trên các cái trang thương mại điện tử của bạn nhé. Ok, thì đấy là những cái gì mà mình muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn trong cái quá trình mua hàng. Thì các bạn cứ cần phải cẩn thận thôi, phải chú ý thôi. Và chúc các bạn sẽ mua hàng được an toàn và sẽ được những cái đơn hàng mà ưng ý cho các bạn. Đừng có như là cái đơn hàng này vừa mất tiền mà lại vừa mang cái sự cay cú ở trong người. Ok, chào các bạn.